Xin chào tất cả mọi người, mình là Minh Thị Thậu đây. Hiện tại con tàu này đã vượt biển Ấn Độ Dương được 20 ngày và nó đang hành trình tới Ả Rập để chở hàng lúa mạch. Trước khi con tàu này đi đến điểm chở hàng thì nó phải đi qua vùng cướp biển Somali và tiến vào biển Đỏ. Hiện tại đang là buổi chiều trên biển Ấn Độ Dương. Vào lúc 5 giờ chiều, đây là thời gian mà tất cả các anh em thủy thủ ở trên mặt boong đi làm về trên con đường màu xanh ở bên mạn trái của tàu. Mình thì đang đứng ở trên cánh gà của buồng lái. Đây là nơi khá là cao, có thể quay được toàn bộ cái khung cảnh ở trên con tàu này cho mọi người xem. Đây là một cái clip ngắn, mình muốn chia sẻ cho anh em cái khung cảnh ở giữa đại dương và con đường đi làm về ở trên tàu. Vậy thôi, xin chào tất cả mọi người.